Dạ xin chào anh chị nha Hiện tại thì em đang có mặt ở ngay trước nhà anh này Thì hôm nay thì em cứ xuống đây và tiếp tục báo giá cho cô chú anh chị em anh chính là 6 con bò được sữa nha anh chị Thì trong đồng bò này là có 3 con bò được F1 và 3 con bò được sữa F2 ha Tổng cộng hết là 6 con nha Và 6 con bò được này thì nó từ 25 ngày cho đến là 1 tháng tuổi nha anh chị Tất cả là nghiêm chỉnh ha Đó cái con nhỏ này nó đang vô trong hóc chuồng bò nha anh chị Đây là cái chuồng rôm của anh ha đó quay ra gần lại cho anh chị mình coi chi tiết cho rõ ha sáu con nha anh chị đó sáu con bò này thì em đã kiểm tra từng con một cho anh chị ha là tất cả xá tích nghiêm chỉnh nha xá mặt xá lân nguyên nghiêm chỉnh hết chân móng trước sau thì tất cả là đứng thẳng hết nha anh chị đó và móng sò toàn bộ hết chuông nha anh chị thì sáu con bò này thì anh chủ nhà bán đồng giá sen cả nha là 2 triệu đồng một con nha anh chị sáu con là 12 triệu nha thì nó nhưng mà cô bác anh chị mình gần xa mà mình đang có ý định mình mua bò 6 con bò này mình đem về quê mình nuôi á, thì cứ liên hệ cho em ha Hoặc những anh chị em mà mình muốn mua 6 con bò được sữa này mình đem về cho ba mẹ mình nuôi hoặc anh chị mình nuôi á Thì anh chị cứ liên hệ cho em luôn nha Tại vì 6 con bò được sữa này em bán ra thì em bao rẻ cho anh chị luôn á Ở ngoài anh chị mua rất là khó nha anh chị Đó mà bò em bao đẹp cho anh chị luôn đó, những cái con bò này là em kiểm tra rồi, tất cả là nghiêm chỉnh nha, mà giá chỉ có 2 triệu đồng một con thôi. 6 con chỉ có mức giá là 12 triệu thôi nha anh chị. Giá rất là rẻ nha. Em cam kết là bao rẻ cho anh chị ở ngoài anh chị mua không có đâu. Đó, anh chị muốn mua bò trong cái dịp Tết này thì cứ liên hệ nhanh tay cho em. Đó. Và hiện tại cái lô bò sữa 6 con này đang nằm ở Củ Chi nha cô chú anh chị. Áp sớm tại xã An Nhân Tây, Củ Chi nha đó em nhắc lại lần nữa cho anh chị hang là cái lô bò lực sữa này tất cả là nghiêm chỉnh ha nó từ 25 ngày cho đến là một tháng tuổi nha anh chị tất cả là nghiêm chỉnh bao đẹp bao rẻ cho anh chị ha 12 triệu cho 6 con đực sữa này rồi anh em cô chú anh chị em mình gần xa và mình muốn mua 6 con đực này thì cứ liên hệ trực tiếp ngay cho em ha và thôi đeo này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em tại đây luôn anh chị quan tâm thì anh chị cứ liên hệ cho em ha còn bây giờ em chào cô chú anh chị ha và hẹn buổi tập tiếp theo của em nữa nha cô chú anh chị